Quang Hải là cái tên hot trên mạng xã hội ở thời điểm hiện tại. Mọi thứ liên quan đến anh đều trở nên thu hút với cư dân mạng. Và tất nhiên, câu chuyện liên quan đến Huỳnh Anh, người được cho là người yêu của cầu thủ 23 tuổi, vì thế cũng gây sự tò mò cho phần đông những người dùng mạng xã hội. Chưa biết thực hư câu chuyện đến đâu, nhưng ít nhất, nó sẽ khiến cầu thủ quê Đông Anh được nhắc tên, dù nó không hề liên quan đến chuyên môn trên sân cỏ, nơi mà Quang Hải đang dần lấy lại được phong độ vốn có của mình. Những ảnh hưởng chắc chắn sẽ đến, nhất là trong bối cảnh cầu thủ mang áo số 19 cùng đội bóng chủ quản của anh, câu lạc bộ Hà Nội, đang chuẩn bị có cuộc đối đầu quan trọng với câu lạc bộ Sài Gòn, trận đấu bước ngoặt trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại V-League mà đội bóng này đang nắm giữ. Những khán giả, những người hâm mộ đến sân vận động Hàng Đẫy vào chiều ngày 4 tháng 11 tới, bên cạnh việc chú ý đến những đường bóng hay, những pha bóng đẹp, không ít người sẽ dành sự quan tâm tới Quang Hải, xem liệu anh sẽ thi đấu ra sao, liệu đôi chân của anh, liệu tâm lý của anh sẽ thế nào trong cuộc đối đầu quan trọng đó. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, những áp lực là điều cần phải vượt qua. Và với cá nhân Quang Hải, đây không phải là lần đầu tiên anh gặp những vấn đề bên ngoài sân cỏ như vậy. Và hãy hy vọng, Quang Hải biết mình phải làm gì trong lúc này để vừa giải quyết được vấn đề như một chàng trai 23 tuổi bình thường, vừa không gây ảnh hưởng tới phong độ và hình ảnh của một cầu thủ đang là thần tượng của hàng triệu người hâm mộ hiện tại.